Theo trend bánh mochi đang hot dần dần trên TikTok, cô gái order ngay một hộp về ăn thử, nhưng cái kết nó lạ lắm. Mấy ngày nay, ngoài những trái dâu tây thơm ngon mọng nước, thì Giang Cư Mận ai cũng nóng lòng thử món bánh mochi chấm kem hot hit trên TikTok. Cô gái này cũng không ngoại lệ, thấy shop đang bán những hộp bánh mochi tròn trịa, nhìn mà đã con mắt. Cô gái hí hửng order ngay một hộp về thử tròn đã nốt cái miệng. Nhưng đời không như là mơ, hàng đặt về có gì đó sai sai. Rõ là đặt bánh mochi chấm kem mà lại nhận được mấy miếng đậu lướt ván thế này. Nhìn trên ảnh và thực tế, rõ là một trời một vực. Cộng đồng mạng xem xong vừa thương mà cũng vừa buồn cười cho cô gái. Độc lạ bánh mochi. Nhanh trí pha thêm tí mắm tôm cũng perfect mà. Chắc shop bị nhầm tí thôi. Qua câu chuyện của cô gái trên cũng nhắc nhở chị em cần lựa chọn đúng nơi uy tín để chọn đặt mua đồ ăn. Tránh tiền mất mà nhận về giao diện iPhone hệ điều hành lại Android như mấy cái bánh mochi kia nhá. Các bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày.